Từ những ngày đầu công bố dự án, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã xác nhận tầm quan trọng của nhân vật Úc Lục Lâm do Tuấn Trần thủ vai trên hành trình tìm cha của bé An do Hạo Khang thủ vai, và kỳ vọng nhân vật sẽ mang lại nguồn năng lượng tươi mới tích cực cho đất rừng phương Nam. Giữa bối cảnh thời chiến khắc nghiệt, những tình huống hài hước của bộ đôi bất đắc dĩ An và Úc Lục Lâm đã giúp bầu không khí trong phim nhẹ nhàng hơn. An vốn là một cậu bé thành thị học trường Tây, chỉ biết sách vở trường lớp, vốn sống bằng không. Sau biến cố mất mẹ, An theo chân Úc Lục Lâm lưu lạc và được anh ta truyền dạy nhiều phương thức để sinh tồn, trong đó có tuyệt kỹ hóa thân thành đủ loại nhân vật. Chẳng hạn như trên hành trình lang bạc cùng Úc Lục Lâm, An phải tập quen với cuộc sống bữa đói bữa no. Vì vậy, Úc Lục Lâm bèn cải trang thành bạch công tử Lê Công Phước, còn An sắm vai cậu bé theo hầu, không lừa được một bữa thịnh soạn. Dù là lần đầu nhập vai, nhưng cặp chủ tớ Úc An vẫn tung hứng với nhau nhịp nhàng. Chuyên cải trang để làm việc xấu, nhưng chính gã lừa đảo Úc Lục Lâm cũng không thể ngờ chiêu trò này còn được vận dụng vào mục đích tốt đẹp. Trong một cảnh phim, Úc Lục Lâm phải hóa thân thành vợ Tây Quan Pháp nhằm trà trộn vào bản doanh của địch, còn An sắm vai cô bé theo hầu với nhiệm vụ phiên dịch giúp Madam. Sự duyên dáng của cả hai không chỉ thành công đánh lừa bọn lính trong phủ mà còn mang đến cho khán giả những trận cười nghiêng ngả. Lấy bối cảnh Nam Bộ những năm 1920, những tình huống hóa thân của nhân vật An và Úc Lục Lâm được đánh giá là có chút cường điệu pha trộn nét phóng đại của thể loại hài hiện đại. Dù vậy, phần đông khán giả không thấy phản cảm mà tỏ ra thích thú mỗi khi hai anh em bày trò.